Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến. Hôm nay cô sẽ củng cố cho các con kiến thức về phép nhân chia số có 3 hoặc 4 chữ số cho số có 1 chữ số. Cô mời các con cùng đến với tiết luyện tập chung. Chúng ta cùng đến với bài tập 1. Các con mở vở ra nhé. Yêu cầu của bài tập 1 như sau: đặt tính rồi tính. Bài này có 4 câu A, B, C, D. Các con chép đề vào vở. Câu A: 821 nhân 4. 3284 chia 4. Câu B: 1012 nhân 5. 5060 chia 5. Câu C: 308 nhân 7. 2156 chia 7. Câu D: 1230 nhân 6. 7380 chia 6. Cô sẽ hướng dẫn con câu A, rồi còn các phép tính còn lại các con sẽ tự thực hiện nhé. Đầu tiên các con cần lưu ý phần đặc tính. Bài thứ nhất: 821 nhân 4. Chữ số 4 con đặt ở bên dưới chữ số 1 cùng hàng đơn vị, rồi gạch ngang và viết phép tính. 4 x 1 bằng 4, viết 4. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 8 bằng 32, viết 32. Tích của phép nhân 821 x 4 là 3284. Cô tiếp tục hướng dẫn cho con phép chia. Ta có 3284 chia 4. Sau khi đặt tính xong, chúng ta tiến hành thực hiện. 3 bé hơn 4, 32 chia 4 được 8, viết 8. 8 x 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0, viết 0. Hạ 8, 8 chia 4 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. Hạ 4, 4 chia 4 được 1, 1 x 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. Như vậy, thương của phép chia 3284 chia 4 là 821. Rồi bây giờ các con bấm nút tạm dừng đi và bắt đầu thực hiện các bài còn lại. Các bạn làm xong chưa? Cùng cô đối chiếu kết quả nha. Câu B: 1012 nhân 5, chúng ta có kết quả là 5060. 5060 chia 5 có thương là 1012. Ở câu C: tích của phép nhân 308 nhân 7 là 2156. Phép chia 2156 chia 7 có thương là 308. Câu D: 1230 nhân 6 có tích là 7380. 7380 chia 6 có thương là 1230. Các bạn làm đúng hết chưa? Nếu mà bạn nào đã làm chính xác hết, cô có lời ngợi khen các con nhé. Sau khi thực hiện, các con có thấy sự liên quan giữa phép nhân và phép chia ở từng câu không? Ví dụ như ở câu D nè, 1230 nhân 6, ta có kết quả là 7380. Nếu ta lấy 7380 chia 6, ta có kết quả là 1230. Như vậy, trong phép nhân, nếu ta lấy tích chia cho thừa số này thì sẽ được thừa số còn lại. Cô mời các con cùng đến với bài tập 2. Ở bài tập 2, người ta yêu cầu chúng ta tìm x
Ở đây cô muốn nhắc lại cho các con nhớ tên của từng thành phần trong phép tính này. X có tên là thừa số, 7 có tên thừa số, và 2107 ta gọi là tích. X là thừa số cần tìm nên mình gọi nó là thừa số chưa biết. 7 đề bài đã cho rồi nên tên nó là thừa số đã biết. Như vậy muốn tìm thừa số chưa biết, các bạn có nhớ lại quy tắc tìm không? Cô nhắc lại cho các bạn luôn nha. Nghỉ Tết lâu quá rồi, cô nghĩ chắc cũng có một vài bạn quên ha. Để muốn tìm thừa số chưa biết, chúng ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Cô mời các bạn thực hiện vào vở, nhớ bấm nút tạm dừng nha các con. Chúng ta cùng sửa bài đầu tiên nha. X nhân 7 bằng 2107. Vậy muốn tìm x, ta lấy tích chia cho thừa đã biết, nghĩa là ta lấy 2107 chia 7. Vậy x sẽ bằng 301. Bài tiếp theo tương tự như bài đầu tiên. Ta có 8 nhân x bằng 1640. X sẽ bằng 1640 chia 8. X bằng 205. Bài cuối cùng, x nhân 9 bằng 2763. Thực hiện như trên, ta có x bằng 2763 chia 9, x bằng 307. Bạn nào đã làm đúng hết, cô có lời khen ngợi các con. Còn những bạn mà làm còn sai sót, các con sửa lại nha. Cô mời đất chúng ta cùng đến với bài tập 3. Các con nghe cô đọc bài toán. Một cửa hàng có 2024 kg gạo. Cửa hàng đã bán 1/4 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Để hiểu rõ hơn, cô mời các con xem minh họa nhé. Lúc đầu cửa hàng có 2024 kg gạo, đã bán được 1/4 số gạo đó. Nghĩ rằng là các con muốn tìm cái số gạo đã bán là mình sẽ thực hiện phép tính nào, là các con biết làm rồi phải không? Đọc tiếp câu hỏi của bài toán. Người ta yêu cầu chúng ta đi tìm cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo. Vì muốn tìm số gạo còn lại, chúng ta thực hiện lời giải thứ hai, đó là phép tính gì? Cô nghĩ rằng bài toán này các con sẽ không khó. Cô mời các bạn trình bày vào vở nha. Cô mời các con đến với bài tập 4. Các bạn nghe cô đọc bài toán. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó. Để hiểu rõ hơn, cô mời các con xem minh họa. Đề bài yêu cầu chúng ta tính chu vi sân vận động, mà sân vận động thì có hình dạng hình chữ nhật. Muốn tính chu vi hình chữ nhật thì ta làm thế nào? Chúng ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng đóng mở ngoặc rồi nhân với 2. Bài toán đã cho chiều rộng rồi, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Vậy muốn tìm chiều dài chúng ta sẽ làm phép tính gì? Có được chiều dài rồi, có luôn chiều rộng rồi, các con sẽ áp dụng theo quy tắc để tính chu vi sân vận động nhé. Các con đã hiểu bài chưa? Chúng ta cùng trình bày vào vở nhé. Sau khi làm xong hết bài, các con sẽ chụp hình gửi qua Zalo cho các cô nhé. Với những kiến thức cô mới vừa ôn lại, cô hy vọng là các con sẽ làm bài thật là tốt. Cô chúc tất cả các con có thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào các bạn.